Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nghe các bạn. Hiện nay Lợ nói về ôn tập các số đến 100 lớp 2. Hiện các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây. Thứ nhất đó là số có một chữ số, đó là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Và cái dãy số này được sắp xếp từ bé đến lớn. Ý nói là 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, 3 lớn hơn 2, vân vân và vân vân. Vậy số 0 chính là số bé nhất. Số bé nhất có 1 chữ số. Và số 9 chính là số lớn nhất. Số lớn nhất có một chữ số. Kiến thức thứ hai đó là liên quan về số có hai chữ số. Số có hai chữ số gồm 10 nè, 11, 12. Các bạn muốn tìm số sau, ta lấy số trước cộng thêm 1. 13, 14, vân vân và vân vân đến 90. Vậy cho thấy số 10 là số bé nhất có hai chữ số. Và số 99 là số lớn nhất có hai chữ số. Kiến thức thứ ba các bạn cần nhớ đó là liền trước và liền sau. Ví dụ 7 trước của số 7 là số mấy ? Số 6, về lấy 7 trừ 1. Số sau số 7 là số 8, lấy 7 cộng 1. 6 là số liền trước của 7, 8 là số liền sau của 7. Vậy muốn tìm số liền trước ta lấy số đó trừ đi 1. Muốn tìm số liền sau ta lấy số đó cộng thêm 1. Rồi các bạn hãy tìm số liền trước liền sau của 89 giúp Lợ nghe các bạn. Rồi thôi.